Một thông tin đáng chú ý tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, một đàn khỉ gần 10 con liên tục quậy phá lấy trộm thức ăn khiến cho các hộ dân trên địa bàn khu phố số 6, phường Thạnh Xuân, quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh vô cùng lo sợ. Và vào sáng ngày 13 tháng 1, Tri cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân, quận 12 tiến hành khảo sát nắm tình hình để lên phương án vây bắt đàn khỉ trộm thức ăn quậy phá đang gây bất an cho hơn 70 hộ dân trên địa bàn. Theo đó, phương án được đưa ra là bẫy vây bắt, nếu không được thì dùng biện pháp bắn gây mê và dự kiến triển khai vào cuối tuần này. Sau khi vây bắt, đàn khỉ sẽ được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để ổn định sức khỏe và thả về rừng. Theo tri cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, đàn khỉ này thuộc thị đuôi dài, sinh sản nhanh và chỉ cần vài năm thì từ một cặp có thể lên cả hơn 10 con. Nguồn gốc của đàn khỉ hơn 15 con này có thể là từ người dân nuôi và bị sổng chuồng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tri cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân quận 12 cắt cử người tuyên truyền bảo vệ người dân tại khu vực đàn khỉ xuất hiện.